Tiki ơi. Ơ, đi sơ đó. Leon à, chào em, Tiki đâu? Chị em á, chưa thấy về ạ? Ơ, mẹ đi bảo là sắp về rồi mà, chị lại về trước như thế này à? Có vẻ như vậy á. Ơ, cái đó là gì? Đó là trò chơi truyền thưởng hút á. Ồ, trò này hay lắm á chị. Chị muốn chơi thử không? Mà tay chị đang cầm cái gì đấy? À, chị mang đồ chơi Poppit và đồ chơi dẻo đến chơi với Vicky ấy mà. Ồ, chị ơi, nhìn cái bảng đó có vẻ hay đó. Ở nhà em cũng có nhiều lắm. Ơ, à, mà chị ơi, bọn mình chơi cái này đi. Ai thua thì đưa cho người thắng một cái Poppit. Chị thấy sao? À, được bằng Poppit và đồ chơi dẻo á. Thích quá đi. Chốt chiêu. Nào, thế chị muốn cược cái gì nào? Chị là lần đầu tiên đúng không? Ờ, con chuột chuỗi này nhá. Ồ, lần đầu tiên em thấy màu dạ quang như thế á. Đây là loại cực kỳ hiếm đấy. Chị đã cùng mẹ đi Đông Đê Môn để mua nó đấy. Ồ, cực hiếm á. Hay quá. Vậy thì em sẽ chọn công việc này. Wow, chị sờ nó một chút được không? Ồ, cái này hay nhờ. Sờ nó kiểu như đất hay... À, nặng đấy. Đúng rồi, giờ cảm giác như đất sét á, thần kỳ lắm đúng không? Nào, chị chơi trước đi, lady first. Ơ, à, vậy thì để chị chơi trước nhé. Đến lượt em nào. Màu xanh. May quá, không bị làm sai. Oh yes. Bây giờ đến lượt chị đúng không? Ôi lắm, ôi lắm, đừng bị làm sao hết. À, run quá. Đừng nhìn trưởng nha. Ồ, may quá, chưa bị làm sao. Đến lượt mình rồi. Dính trượt rồi. Vậy thì con chuột chuỗi dạ quang này thuộc về em rồi. Yes. À, con chuột chuỗi của mình không thể mua được thứ như thế. Nào, chúng ta cùng mau bắt đầu thôi nào. Ván này mình sẽ nhất định thắng. Ván này chị sẽ đấu với ba con vịt này. Wow, đồ chơi dẻo hình con vịt nè. Chị cực cả hợp luôn đó. Ồ, đúng vậy, chị chơi hết cả hộp luôn. Ồ, chị ổn đấy chứ. Vậy thì em sẽ cược 3 trái bóng dẻo, 3 màu này. Ok, ván này chị lại chơi đầu tiên đúng không? Vâng, mời chị. Mình sẽ tấn công vào đâu nhỉ? Ê, người chơi tiếp theo đi đâu rồi nhỉ? À, vâng vâng, em sẽ chơi nhanh đây. Làm ơn, đừng nhìn nhé. May quá. À, không đời nào. Đừng xin đâu, bị dính trưởng. Không đời nào, chắc chắn sẽ không bị dính trưởng đâu. Dính trưởng rồi. À. À, vậy thì những quả bóng dẻo này sẽ là của mình. À, chơi bóng dẻo của mình. Ê, mình thắng rồi. Chị ơi, ván cuối này mình cược bảng Poppit đi. Được, đại chiến Poppit. Ok, trận đại chiến Poppit. Ván này em sẽ cược bằng món Poppit chùm cuối. Poppit chùm cuối. Ván này mình sẽ cược bằng Poppit ma thuật này. Ván này chị lại chơi trước nhé. À, không được. Ô gì mày quá không sao. Đừng nhìn trước nhé. Đừng nhìn trước nhé. Mình chọn bên này. Ok. Xong được dính trưởng mới được. Hay quá. Lần này mình phải chơi bằng kiếm màu vàng mới được chứ. Làm ơn. Đừng dính. Câu xin lần này không bị làm sao hết. Mình sẽ cắm bên dưới này cho nó an toàn. Không bị làm sao hết. Vui quá. Hy vọng không làm sao hết. Mình thắng rồi. Mình thua rồi. Vậy là Poppit chùm chuối này là của mình. Poppit chùm cuối của mình. Đại chiến Poppit, đại thành công. Còn em thì đại thất bại. Chị, cái đó còn chơi được cả như này nữa. Đưa đây em chỉ cho. Tôi như thế nào? Chị xem nhá, chị xem cái veo là chị có thấy xem như vậy. Để chị thử xem nhá. Hay quá. Hay quá. Thú vị đúng không?
Nhưng mà dù sao hôm nay cũng được chơi cùng với chị Sora nên tạm được gọi là đại thành công.